Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV. Nếu quý vị đang theo dõi chúng tôi ở trên TV thì Vân vẫn cứ giữ màn hình như vậy. Còn nếu quý vị đang theo dõi chúng tôi ở trên YouTube thì vui lòng hãy nhấn vào nút subscribe để mà nhận được những cái thông báo mới, những cái chương trình khác của Sài Gòn TV. Thưa quý vị, một cái phần tin tức tiếp theo là Hoàng Vy muốn cập nhật cho quý vị cái thông tin về câu chuyện, chính xác hơn là một cái tai nạn, một cái sự kiện. Nó quá đau lòng cũng đối với những bậc cha mẹ. Đó là cái sự kiện những cái bọn trẻ đó mà đi dự cái festival, cái Halloween festival ở tại Nam Hàn và bị giẫm đạp lên nhau. Và bây giờ cái kết đến ngày hôm nay đó là cái số người chết đã lên đến 154 người chết. Và 2/3 trong số đó là có những em tuổi teen và cả những cái em ở lứa tuổi 20 còn trẻ măng và đặc biệt là những cái em gái. Nhưng mà những cái gì mà Hoàng Vy đọc thấy ngày hôm nay trên phương tiện truyền thông đó, thưa quý vị, thì làm cho mình một lần nữa cũng thấy là đúng là cái tâm can của những người làm cha làm mẹ mà thấy con đó, mà vậy thì làm sao mà sống. Trong đó có một ông cha 58 tuổi, ông bật khóc và ông nói với truyền thông cái gì quý vị biết không? Tim tôi như đâm hàng triệu nhát dao và tôi không biết mình phải sống như thế nào đây. Ông kể là con gái của ông đó vào đúng cái ngày mà con mình chết là ngày tối ngày 29 tây tháng 10 đó. Con gái của ông 25 tuổi đã là một trong 154 nạn nhân bị thiệt mạng. Và cái điều đau đớn hơn á, là nó diễn ra ngay đúng cái ngày sinh nhật của ông. Và ông còn nói là con mình á, nó hẹn là đi cái festival này về là sẽ cùng ăn mừng sinh nhật của cha. Đó là một trong những cái câu chuyện nó rất là đau lòng. Và bên cạnh đó cũng có cái câu chuyện là người Việt Nam mình cũng là một trong những cái nạn nhân này, thì đi du học ở Nam Hàn và bây giờ cha mẹ phải nhận xác con trở về trong cái sự rất là đau đớn. Và một cái phần tin cập nhật nữa là cái hãng thông tấn của Yonhap của Nam Hàn đó, thưa quý vị, ngày hôm nay họ ca ngợi, họ nói là qua những cái lời kể của những người nạn nhân á, thì họ ca ngợi họ nấy là cái hôm mà xảy ra cái vụ việc này thì có ba cái người lính Mỹ gốc Mỹ đó, thưa quý vị, người ta đã ra sức, người ta cứu những cái người nạn nhân trong cái hỗn loạn đó và lên đến con số là 30 mạng đó. Mà nếu mà không có ba cái người lính Mỹ này á, thì có thể là cái con số chết nó sẽ còn tăng hơn nữa. Đó là những gì mà cái hãng thông tấn Yonhap vừa mới cập nhật ngày hôm nay. Bên cạnh những cái câu chuyện là cũng là một trong những cái nỗi phẫn uất, và bây giờ đó những cái sở cảnh sát ngay tại cái thành phố đó là người ta đang bị điều tra, là bởi vì trước khi xảy ra cái vụ tai nạn đau lòng như thế này nè thì đã có 11 cuộc gọi nhưng mà cảnh sát đã không có ứng phó kịp thời, không có làm đủ để mà ngăn chặn được cái câu chuyện đáng tiếc như vậy. Thì bây giờ những cái người cảnh sát đó, người ta đang bị điều tra về cái chuyện này. Và bên cạnh những cái thông tin nó đầy rẫy cái chuyện đau lòng, ví dụ như những cái người mà lực lượng cứu nạn đó, thưa quý vị, người ta đến hiện trường á, và người ta kéo ra những cái xác mà bị chồng lên nhau, ta kéo ra đôi khi á, kéo được có cái chân thôi, thưa quý vị, hoặc là những cái xác chết của những cái em nó rất là còn nhỏ và trẻ như vậy. Thì trong vòng tháng 10 vừa qua thôi, quý vị có thể tin nổi không, hơn 400 người đã thiệt mạng trong một loạt những cái thảm kịch liên quan đến những cái đám đông mà xảy ra ở khu vực Á Châu. Tại Ấn Độ thì có 141 người đã chết vì bị sập cái cây, rớt cái cây cầu treo. Hoàng Vy cũng đã thưa quý vị rồi. Rồi 154 người thì bị chết trong cái vụ giẫm đạp ở tại Nam Hàn như vậy. Rồi một cái vụ bạo loạn ở sân cỏ ở Indonesia đó xảy ra cũng vào hồi đầu tháng 10, thưa quý vị, cũng làm cho người ta sững sờ về cái mức độ những cái mạng sống con người mà thấy mà đếm tới hàng trăm, hàng hai trăm. 130 người đã bị chết trong cái vụ bạo loạn sân cỏ ở Indonesia. Nói chung là trong tháng 10 thôi là những cái vụ này nó đã xếp là đến gần 500 người đã bị chết vì như vậy. Và nó gửi ra một cái lời cảnh báo, một cái lời nhắc nhở cho những cái giới chức của các nước đó là phải làm sao, phải chịu trách nhiệm để mà bảo đảm cái an toàn công cộng, đặc biệt là trong những cái sự kiện mà đông người như thế này. Đó là cái thông tin mới nhất. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà chúng ta nói về những cái vụ, những cái tai nạn đi mà festival như thế này, hoặc là những cái thiên tai, ví dụ như cơn bão Philippines vừa rồi mà tràn vô đó, và họ lấy đi tính mạng cũng gần 80 người, Hoàng Vy đã thưa quý vị rồi, cái câu chuyện về thiên tai thôi nó không nói, hay là những cái tai nạn mà nó đến từ cái sự tắc trách, vì cái sự là không bảo đảm về cái an toàn công cộng cho những cái sự kiện đông người như thế này, chúng ta không nói.
trong đó nó còn có cả cái yếu tố nhân tài do chính con người tạo ra, gây ra và cướp đi mạng sống của nhiều người. Hoàng Vy đang muốn nói đến cuộc chiến Nga và Ukraine, thưa quý vị. Ở cái thế kỷ 21 này rồi, không có ai nghĩ rằng bây giờ mình phải cầm súng để mà ra mặt trận mà bắn nhau đùng đùng và chết như rạ. Theo cái thống kê của Liên Hiệp Quốc cho đến ngày hôm nay, Liên Hiệp Quốc thống kê và chắc chắn là đây chỉ là một con số tương đối thôi. Còn cả những cái chết, còn cả những cái xác mà vẫn có thể là nó còn nằm đâu đó hoặc là trong những cái hố chôn tập thể. Nhưng mà Liên Hiệp Quốc thống kê là đã có 14.400 người chết từ cái cuộc chiến tranh này. Trong đó có 3.400 là dân thường. Một lần nữa đây chỉ là một con số tương đối bởi vì thống kê của Liên Hiệp Quốc. Và liên quan đến tình hình cuộc chiến đó, thưa quý vị, vào ngày hôm thứ Ba thì Hoàng Vy đọc thấy thông tin là Nga vừa mới tuyên bố là đẩy lùi được cái cuộc phản công Ukraine ở Kherson. Nhưng mà vào sáng ngày hôm nay thứ Năm thì những cái thông tin tại chiến trường nó cho thấy một cái dấu hiệu là Nga đang bị đẩy ngược lại và đang có một cái chiều hướng là rút lui ở một số cái địa điểm quan trọng ở Kherson. Thì đây là một cái diễn tiến rất là thường tình của cuộc chiến, là coi như hai bên cứ đánh nhau tiến rồi lùi như vậy. Nhưng mà một lần nữa chỉ có thường dân là chịu trận hết mọi chuyện như thế này thôi. Nhưng mà cái ý mới mà Hoàng Vy muốn thưa với quý vị á, là Nga vẫn đang mong đợi là cái mùa đông sắp tới đây, một cái mùa đông lạnh lẽo và chắc chắn là sẽ tạo rất nhiều ưu thế cho Nga ngay tại chiến trường. Nhưng mà theo một cái trung tâm dự báo thời tiết thuộc Viện Quản lý Nước và Khí tượng của Ba Lan đó, thưa quý vị, và những cái chuyên gia về thời tiết khác, người ta đang đưa ra một cái lời nhận định là có thể những cái mong muốn, những cái toan tính của Nga ở ngay chiến trường Ukraine vào cái mùa đông này á, có thể nó sẽ Nga sẽ bị, nói theo ngôn ngữ của chúng ta là Nga sẽ bị hố đó. Là bởi vì vào mùa đông này nè, ở Âu Châu có thể sẽ không quá lạnh và nó sẽ không có là yếu tố thuận lợi để giúp cho Nga ở trên chiến trường đâu. Và nếu cái dự đoán này là chính xác thì nó có thể sẽ một lần nữa tác động đến những cái tính toán của Nga ngay trong cái cuộc chiến tranh này. Thì ngay từ ngày 10 Tây tháng 10, quý vị đã biết rồi, những cái thông tin là Nga liên tục là oanh tạc vào những cái lãnh thổ của Ukraine và đặc biệt là thủ đô Kiev. Rồi làm gì? Đánh vào cái hạ tầng năng lượng, là vào mạng lưới điện để cho người dân không có điện, rồi sau đó tấn công vào hệ thống nước, không có điện, không có nước, rồi rút khỏi cái thỏa thuận về xuất cảng ngũ cốc, rồi có nghĩa là tấn công vào mặt lương thực luôn. Nói chung là họ không có đánh nhau với lại quân đội của Ukraine, mà như cái thông tin mà Hoàng Vy cũng đã từng gửi đến quý vị rồi, đồng minh của ông Putin á, đã từng nhận định mà đánh làm gì vào những cái hệ thống ngân hàng hay là vào những cái hệ thống về năng lượng và dầu khí, bởi vì những cái cơ sở đó làm ra tiền mà. Bây giờ phải tấn công là tấn công vào người dân. Để làm chi vậy? Để áp lực để cho Ukraine nó phải đầu hàng. Hoàng Vy đã gửi đến quý vị thông tin này rồi, và thực tế là Nga đang làm đúng như những gì như vậy. Nhưng mà cũng cái điều may mắn là không hiểu vì sao là vào hôm thứ Tư, là chiều tối ngày hôm qua đó, thì Nga đã quay xe và bắt đầu trở lại với cái thỏa thuận về xuất cảng về ngũ cốc. Thì chúng ta cũng chưa rõ là phía Putin toan tính điều gì. Nhưng mà ông Putin đó, thưa quý vị, vào chiều ngày thứ Tư đã đưa ra một cái thông điệp nói rằng là bây giờ Nga sẵn sàng đàm phán. Sẵn sàng đàm phán với Ukraine, và vẫn cứ nhắc đi nhắc lại một cái ý là Ukraine bây giờ không chịu đàm phán. Nhưng mà bây giờ phải thể hiện thiện chí đi, ngồi vào bàn đàm phán đi. Thì ông Zelensky ông nói rồi, làm sao mà hai bên có thể ngồi đàm phán khi mà một bên cứ oanh tạc đánh bom ầm ầm vào người ta và lấy đi mạng sống của người dân người ta mà bắt người ta phải ngồi vào bàn đàm phán. Nếu mà muốn đàm phán thì phải ngưng hết những cái trò tấn công này đi. Đó là thông điệp của Zelensky nói. Nhưng mà nhân nói về cái câu chuyện hồi nãy Hoàng Vy vừa thưa về cái số thương vong, cái số mà tử vong trên chiến trường của Ukraine, kể cả về quân lính và kể cả thường dân á, thưa quý vị, nó đau lòng quá đi, ở giữa cái thời điểm là cái thế kỷ 21 như thế này rồi. Thì đây có một cái lời của một cái người là đồng minh rất là thân cận với lại ông Putin vừa mới gửi ra vào ngày hôm nay Hoàng Vy thấy được. Và cái nhân vật này không phải là một cái nhân vật tầm thường, mà là người đứng đầu một cái hãng truyền thông quốc gia RT của Nga đó, thưa quý vị. Người này có tên là Simon Yan. Người này nói gì thưa quý vị?
người này là một cái người phụ nữ, và chính là vì người phụ nữ cho nên là cô không có phải đi lính theo cái lệnh mà động viên một phần mà ông Putin đưa ra, làm cho vô số những cái người đàn ông thanh niên người ta khổ sở và cả gia đình người ta bị ly tán nữa chứ, những bà mẹ, người vợ, người em gái, con gái người ta cũng khổ sở. Cô này nói gì quý vị biết không? Cô nói đó là bây giờ những cái người mà đang chiến đấu ngay tại chiến trường của Ukraine này nè, nói theo ngôn ngữ, cái câu này chắc chắn quý vị nhớ là đã từng nghe một cái nhân vật nào đó nói ở trong nước Mỹ nè. Cô này nói một câu là chiến đến khô máu đi, sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình luôn đi. Để làm gì? Để bảo vệ cho chính nghĩa cái cuộc chiến tranh này. Và một lần nữa nha, bởi vì nhân vật này đang ngồi tại chăn ấm nệm êm, coi như là ở trong phòng rất là thoải mái, dễ chịu. Cô đâu có phải đi lính, cho nên cô đưa ra cái lời kêu gọi bây giờ chiến khô máu luôn đi, để bảo vệ, để kết thúc nhanh cái cuộc chiến này. Đó là người đứng đầu của hãng thông tấn RT đã phát biểu như vậy. Và thậm chí là cô này còn đi xa hơn và còn chế giễu những cái gì đang xảy ra ở nước Mỹ đó thưa quý vị. Cô nói là Mỹ bây giờ cũng đâu có ổn, đâu có ngon lành gì đâu. Đầy rẫy những cái xáo trộn nháo nhào đang xảy ra ở nước Mỹ. Và cô nói cái chuyện này nè, trong vòng 50 đến 100 năm nữa nước Mỹ á, họ không có ai dám sanh con đẻ cái gì hết á. Bởi vì những cái vấn đề là về những cái câu chuyện, những cái tập đoàn dược phẩm họ đang đưa buôn bán cái thuốc và lạm dụng cái thuốc quá đáng, và nó ảnh hưởng ra những cái hormone của những cái người phụ nữ, rồi cả những cái việc mà tẩy não về thần, cái mental health, cái vấn đề sức khỏe tâm thần của người dân, rồi cả những cái câu chuyện mà phá thai hay không phá thai, nói chung là nó ảnh hưởng đến cả một cái thế hệ của Mỹ trong vòng 50 cho đến 100 năm tới. Mà Mỹ thì không lo giải quyết cái vấn đề của mình đi, mà cứ lo đến cái câu chuyện của những nước khác. Đó là lời cáo buộc của cô này. Và đây không phải là lần đầu, trong suốt những ngày gần đây, những người mà ở Nga người ta đang hồi hộp và theo dõi những cái gì mà xảy ra ở nước Mỹ trong cái cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới đó thưa quý vị. Họ nói là chuẩn bị để xem là Mỹ là xanh với đỏ, một nửa xanh một nửa đỏ, các tiểu bang đang đấu với nhau, thì chúng ta hãy nhìn xem là rồi họ sẽ kết thúc cái cuộc bầu cử này như thế nào. Hoàng Vy đã gửi đến thông tin quý vị về thông tin này trong chương trình sự kiện trong ngày của ngày hôm qua. Nhưng mà bây giờ ngày hôm nay có một cái ý kiến của một cái chuyên gia nghiên cứu về cái cuộc chiến ở Ukraine và Nga trong suốt kể từ hồi tháng 2 cho tới nay đó thưa quý vị, là cái ông Barrett Tillman, là một giáo sư về cái tình hình chính trị quốc tế của một trường đại học luật ở Ireland. Ông này đưa ra một cái lời nhận định mà Hoàng Vy đọc thấy và cảm thấy là cần thú vị, muốn chia sẻ với quý vị. Ông Tillman này nói gì? Cái cuộc chiến bây giờ nó bước vô tháng thứ 10 rồi, đánh hoài, đánh ròng rã, chắc chắn là cả hai bên đều thiệt hại. Chưa biết là bên nào là thiệt hại hơn bên nào, nhưng chắc chắn là cả hai đều thiệt hại, đều mất mát. Bây giờ Ukraine á, thì chắc chắn là không có còn đường lui rồi. Bị người ta tấn công, xâm lăng như thế này thì chỉ còn một cách là phải đánh bật trở lại để mà bảo vệ cái lãnh thổ của người ta thôi. Còn bên Nga đó, ông Putin á, theo lời ông Tillman này nói á, cũng không có đường lui luôn. Bởi vì làm sao đưa quân vô đánh ròng rã, rồi nếu mà bây giờ rút quân về mà tay trắng á, coi như là đi không mà há lẽ trở về không. Trở về không đâu có được, tay trắng rồi lính thì cũng chết, rồi kinh tế thì cũng kiệt quệ, GDP của Nga sáng ngày hôm nay giảm, thưa quý vị, Hoàng Vy có đọc con số nhưng mà xin lỗi là không có nhớ cái con số chính xác. Nhưng mà GDP của Nga vào cái người ta vừa công bố là cũng đã giảm, bị thiệt hại về kinh tế rất là nặng nề, bị trừng phạt rất là nặng nề. Bây giờ rồi sao? Cũng Putin cũng đâu có đường lui. Rồi hai bên sao? Cứ đánh nhau hoài. Rồi Mỹ và Tây phương sao? Cũng phải cứ viện trợ rót vũ khí hoài ư? Sáng ngày hôm nay đây thưa quý vị, G7 sẽ chính thức là ngồi họp nhóm họp lại để bàn về cái chuyện mà cung cấp về viện trợ vũ khí và viện trợ quân sự rồi nhân đạo cho Ukraine trong cái thời gian sắp tới. Tức là mọi bên, tất cả các bên tham chiến đều người ta và cả cái bên mà hậu thuẫn cũng cảm thấy là người ta mệt mỏi. Thì cái lời đề nghị của ông giáo sư này đó, ông nói bây giờ có một cách, có một cách để có thể kết thúc cái chiến tranh này không? Đó là gì? Đó là bây giờ đó, cung cấp cho cả hai bên luôn để thành thành viên của Liên Âu. Cho Ukraine cũng thành thành viên của Liên Âu và Nga cũng thành thành viên của Liên Âu. Chắc chắn cái đề nghị này đưa ra thì không phải là bên ông Putin sẽ chấp nhận liền đâu. Ukraine thì chắc chắn là chấp nhận rồi đó và sẽ vui nữa. Nhưng mà phía Nga chưa chắc là chấp nhận đâu. Thì nó cũng có một cái khả năng là cả ông Putin sẽ không có đồng ý. Nhưng nó cũng có cái khả năng lớn theo cái lời ông giáo sư Tillman này nói đó, là bởi vì đó người dân nè, tài phiệt, giới tinh hoa và cả công dân của Nga nữa, người ta cũng muốn được có
được là thành viên, cũng có cái quốc tịch, cũng có là thành viên của Liên Âu để chi vậy? Thứ nhất là đi lại dễ dàng hơn trong khối nè, thứ hai là có thể mua bán làm ăn ở trong khối nè, và cái việc mà ông Putin như vậy đó thì ông cũng đem về được một cái gì đó chứ, từ cái cuộc chiến tranh này thì cũng đỡ bẻ mặt và cũng đỡ mất đi cái quyền lực, cái tiếng nói của ông đối với người dân trong nước. Thì đây có thể là một cái lá bài trao cho cả hai phía như vậy, và đưa ra cái yêu cầu là trong vòng 30 hay là 45 ngày gì đó thì Nga phải rút quân hoàn toàn ra khỏi lãnh thổ của Ukraine, trả lại nguyên hiện trạng trước cái ngày 24 tháng 2. Trả lại nguyên hiện trạng thì chắc không thể rồi, bởi vì đất nước Ukraine cũng bị cày nát như tương, những cái cơ sở, những cái hạ tầng cơ sở, những cái tòa nhà là bị đánh bom rất là nặng nề. Nhưng mà có thể đây cũng là một giải pháp, và nhưng mà người ta cũng lo ngại là nếu mà cả hai mà đều được vô khối Liên Âu thì có thể là lãnh đạo của khối sẽ phải đau đầu với cái chuyện là, bởi vì Ukraine và Nga đều có những cái thành tích đáng kể trong cái chuyện là buôn lậu nè, rửa tiền nè, rồi những cái vấn đề tội phạm về tài chính khác mà khối Liên Âu sẽ phải đau đầu giải quyết. Nhưng trên hết, chẳng thà có một giải pháp còn hơn là không trong cái cuộc chiến Nga và Ukraine cứ đánh hoài, đánh mãi và không có hồi kết như thế này. Và vừa rồi là một số tin tức rất là quan trọng liên quan đến cuộc chiến, nhưng mà Hoàng Vy sẽ trở lại sau ít phút dành cho thương mại.